Chào các bạn, trên thị trường hiện nay những sản phẩm của Apple mà tiêu biểu là iPad được giao bán ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, ở mỗi nơi lại giao bán một tình trạng máy, một chính sách bảo hành và một mức giá khác nhau. Vậy, khi mua iPad tại Diện Đỗ Thông Minh thì điểm khác biệt với những địa điểm khác là gì? Mời các bạn cùng theo dõi video sau để biết chi tiết hơn. Điểm khác biệt lớn nhất của di động thông minh chính là tiêu chuẩn sản phẩm rất cao. Trong khi nhiều cửa hàng chấp nhận nhập hàng với chất lượng thấp, đồng nghĩa với giá rẻ hơn thì chúng tôi chỉ chấp nhận những sản phẩm có chất lượng cao và tỷ lệ lỗi thấp nhất có thể. Điều này không chỉ tạo nên uy tín cho di động thông minh mà còn giúp cửa hàng không mất thời gian bảo hành, sửa chữa. Đây chính là điều mà chúng tôi hướng đến. Không chỉ được kiểm tra cẩn thận từ các nhà phân phối trước khi một chiếc iPad ở di động thông minh được bán ra, cũng phải qua nhiều bước kiểm tra của đội ngũ test hàng, từ đó phân loại máy theo các hình thức chứ không đánh đồng tất cả như nhau. Riêng các sản phẩm có lỗi chúng tôi sẽ ngay lập tức trả lại nhà sản xuất. Chính vì thế mà giữ được chất lượng ổn định dù đã phục vụ rất nhiều lượt khách hàng. Không giống như nhiều cửa hàng khác cung cấp cho khách hàng những bộ phụ kiện không rõ nguồn gốc, chúng tôi đã tìm hiểu và quyết định tặng khách hàng cục sạc chính hãng của Pisen. Đây là một sản phẩm chính hãng có chất lượng rất tốt và đã được chứng minh bởi số lượng đông đảo người dùng chọn mua khi hỏng hay là mất củ sạc zin. Một điểm cộng cho phụ kiện này là hỗ trợ hai cổng nguồn. Chính vì vậy mà các bạn chỉ cần một củ sạc duy nhất để sạc cả chiếc iPad và điện thoại di động của mình. Ngoài ra, củ sạc này hoàn toàn tương thích với các thiết bị của Apple, cũng như có chế độ bảo vệ nguồn khi đã đầy pin. Như vậy là vấn đề nhức nhối của người dùng với bộ phụ kiện chuẩn đã hoàn toàn được gỡ bỏ nếu bạn mua máy tại di động thông minh. Với những chiếc iPad qua sử dụng, có thể nói chính sách bảo hành của mỗi cửa hàng lại hoàn toàn khác nhau. Có những nơi bảo hành chỉ 3 tháng, có nơi bảo hành lâu hơn một chút nhưng lại không hề cho phép đổi trả máy nếu có lỗi. Tại Di Động Thông Minh, chúng tôi cung cấp cho bạn gói bảo hành tốt nhất với thời gian bảo hành là 6 tháng và sẵn sàng một đổi một trong vòng 15 ngày nếu có lỗi do nhà sản xuất. Mặt khác thì điều khoản chúng tôi cũng rất chi tiết, rõ ràng chứ không gây mập mờ khó dễ cho khách hàng. Dù chiếc máy bạn mua có hết hạn bảo hành đi chăng nữa, chúng tôi sẵn sàng sửa chữa cho khách hàng với chính sách ưu đãi lớn cùng với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Có thể nói, rất ít cửa hàng có thể đảm đương tất cả những khâu từ bán hàng, chăm sóc khách hàng cho đến dịch vụ sửa chữa như chúng tôi. Chính vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chế độ bảo hành khi mua iPad tại hệ thống của Di Động Thông Minh. Với hệ thống showroom trên toàn quốc của Di Động Thông Minh, các bạn sẽ được trải nghiệm và chọn mua sản phẩm trực tiếp tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Đối với những bạn nào ở tỉnh không thể đến được showroom, chúng tôi sẵn sàng chụp ảnh thực tế đầy đủ của sản phẩm và gửi cho các bạn. Sản phẩm chỉ được đóng gói khi và chỉ khi các bạn đã đồng ý và xác nhận về tình trạng hàng hóa. Đặc biệt là với những đơn hàng gửi đi xa, chúng tôi luôn đóng gói rất cẩn thận và sản phẩm này sẽ được kiểm tra toàn bộ lại một lần nữa nhằm tránh những rắc rối không đáng có cho khách hàng của mình. Còn đối với những bạn nào đến showroom của Di Động Thông Minh với phương châm khách hàng là ông chủ thì các bạn sẽ được tư vấn tận tình bởi đội ngũ nhân viên bán hàng được đào tạo kỹ. Nếu không hài lòng với thái độ phục vụ, các bạn có thể phản ánh trực tiếp với quản lý cửa hàng. Chúng tôi rất trân trọng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của khách hàng để ngày càng hoàn thiện hơn. Một đặc điểm nữa của hệ thống bán lẻ Di Động Thông Minh chính là giá bán cực kỳ hợp lý. Nếu so sánh giá bán cùng với tỷ lệ chất lượng của hàng hóa, chúng tôi có thể khẳng định đang có mức giá tốt nhất với những sản phẩm iPad trên thị trường hiện nay. Như vậy, với những điểm khác biệt như là tiêu chuẩn sản phẩm khắt khe, chế độ bảo hành phù hợp, các bạn có thể hoàn toàn đặt chọn niềm tin khi mua những sản phẩm iPad tại hệ thống cửa hàng của Di Động Thông Minh trên toàn quốc. Với mức giá rất tốt như hiện nay, những chiếc iPad chắc chắn là món quà rất ý nghĩa trong dịp nghỉ lễ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.